Ngày 8 tháng 4 vừa qua, truyền thông chụp được hình ảnh nam diễn viên Trương Đăng Phong cùng với nữ trợ lý Tất Ô lặng lẽ vụng trộm với nhau khi cả hai nửa đêm vào chung một phòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến gần sáng sủa hôm sau, Tất Ô mới từ trong phòng Trương Đăng Phong đi ra, trên người mặc một bộ đầu ngủ với điệu dạng như vừa mới ngủ dậy, thậm chí còn thay quần trong phòng Trương Đăng Phong. Năm ngoái, Trương Đăng Phong từng có những hành động sát nhau với nữ trợ lý mà nghi vấn ngoại tình, phản bội lại người hoàng hậu Hồng Hưng của mình, đồng thời cả hai còn bị cư dân mạng tóm gặp gỡ đi du lịch, dạo phố cùng nhau với những bộ đồ đôi. Có điều, lúc đó Hồng Hưng cực kỳ rộng lượng, đích thân thông báo thanh minh thay cho Trương Đăng Phong, đồng thời cho biết xem Tất Ô như em gái của mình, hy vọng mọi người đừng đoán mò. Cách đó không lâu, cư dân mạng lại phát hiện, các tu đô hiện tại của Trương Đăng Phong cùng với hai công ty của anh bao gồm công ty hữu hạn văn hóa Phong Diễm và công ty hữu hạn văn hóa ảnh thị Phong Dũng Trung Thị có liên quan mật thiết với Tất Ô khi cô là người đại diện theo pháp luật và tóm giữ 100% cổ phần. Bên cạnh đó thì sáng sủa ngày 9 tháng 4, cư dân mạng lại phát hiện Hồng Hưng xóa hết những nội dung bài viết trên Weibo cá nhân liên quan đến Trương Đăng Phong, thậm chí cả bài thanh minh trước đây ủng hộ Trương Đăng Phong cũng đã bị xóa đi, chỉ để lại một tấm ảnh chụp chung cùng Trương Đăng Phong và Tất Ô. Mới đây, có người tóm gặp gỡ Hồng Hưng một mình ra ngoài với trạng thái đau lòng, không ngừng rơi nước mắt. Sáng nay, lại có bút dơ tiết lộ tình hình hiện tại của Hồng Hưng, cho biết từ sau khi tin Trương Đăng Phong ngoại tình bị truyền ra ngoài, Hồng Hưng phải chịu áp lực rất lớn, hiện tại cùng năm nhi mình là Trương Hạo Kê thuê phòng ở, tiền trong thẻ ngân hàng không phải bị đóng băng mà là không biết mật khẩu, chỉ đành mượn tiền của bằng hữu để sống qua ngày. Bút dơ còn tiết lộ Hồng Hưng vì năm nhi mà mấy ngày trước đã đến xin cầu xin giúp đỡ, cô ấy bàn chuyện đến nửa đêm, sau đó tóm hai hộp cơm giấy mà khóc cạn nước mắt, tình hình trước mắt rất có thể Hồng Hưng sẽ quay về ngành giải trí để quay phim. Đa số thẻ ngân hàng của cô đều bị đóng băng, có một số thẻ lại không biết mật khẩu nên đã mượn bằng hữu không ít tiền. Bên cạnh đó, Trương Đăng Phong và Tất Ô đã ở bên nhau, còn hứa sẽ chăm nom con gái của Hồng Hưng. Tất Ô đã hoàn toàn tóm giữ cổ phần công ty Trương Đăng Phong, trong tay còn tóm giữ nguồn kinh hồn tế của Hồng Hưng, còn có luật sư từng phân tích nếu như Hồng Hưng và Trương Đăng Phong chọn lựa ly hôn thì Hồng Hưng tài năng sẽ không nhận được bất cứ thứ gì cả. Ngoài ra, bút dơ này còn tiết lộ tài sản của Hồng Hưng toàn thể đều bị Tất Ô chuyển đi hết cả rồi. Hai ngày trước Hồng Hưng từng tham dự sự khiếu nại với điệu dạng làm người xem không thể đau lòng hơn khi mang một đôi giày không hề thích hợp với chân mình, cũng không có nhiếp ảnh cho riêng mình. Hồng Hưng còn chợt nhiên cảm khái nói rằng bản thân quá ngốc, xem ra cô ấy sớm đã phát hình thành gì khác xoàng xỉnh vào thời điểm đó nhưng giờ có lẽ đã quá muộn để cứu vãn hồi lại tất cả. Khi xem ngừng những thứ này, không ít cư dân mạng phải thốt lên rằng, lẽ nào Tất Ô là bản nữ của Tống Triết Nam trợ lý của nam diễn viên Dương Bảo Cường, sao? Trương Đăng Phong thật sự quá tra rồi, cho dù ly hôn cũng không nên ép chết Hồng Hưng như vậy, nếu như là thật, hy vọng có thể phong sát Trương Đăng Phong, thật không có từ nào diễn tả được, hy vọng không phải là thật, tra nam này là bản nam của Mã Dung.